Kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Vào ngày 5 tháng 12, đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn, ga Hà Nội sẽ chạy thử từ 4 đến 8 đoàn tàu từ 9 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Ngày 24 tháng 11, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, trong quá trình chạy thử, đơn vị chức năng sẽ đánh giá cụ thể hiệu suất của tuyến đường sắt đô thị Nhổn, ga Hà Nội trên cao. Quá trình chạy thử, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội và cơ quan chuyên môn đưa ra 5 kịch bản giả định tàu gặp sự cố. Cụ thể đó là kịch bản mất điện toàn tuyến hoặc một số tuyến, mất nguồn cấp điện phụ trợ, phát hiện cháy tại một ga và tình huống xuất hiện tàu cứu hộ. Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, lịch tàu chạy thử từ 9 giờ đến 19 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, với tối thiểu là 4 đoàn tàu, tối đa là 8 đoàn tàu. Đoạn trên cao tuyến đường sắt dài 12,5 km, bắt đầu từ ga Nhổn đến khu vực trước cổng trường Đại học Giao thông Vận tải, quận Cầu Giấy. Đoạn đi ngầm của tuyến đường sắt dài 4 km, từ đầu đường Kim Mã đến ga Hà Nội, dự kiến vào giữa hoặc cuối năm 2023 sẽ bắt đầu đào đoạn đi ngầm của tuyến đường sắt. Sau khi vận hành, tuyến đường có tốc độ khai thác thương mại 35 km/h với 8 đoàn tàu cùng hoạt động, một đoàn tàu dự bị phục vụ giờ cao điểm và một đoàn tàu cứu hộ. Trước đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất thông qua nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này. Theo đó, năm 2022, tuyến đường sắt đô thị Nhổn, ga Hà Nội vào khai thác. Đoạn đi ngầm được đưa vào khai thác trong năm 2027. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đồng ý đề xuất tăng tổng mức đầu tư dự án từ hơn 32.900 tỷ đồng lên hơn 34.800 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung cho phần tăng thêm được sử dụng từ ngân sách nhà nước.